Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy số lượng lớn và súng quân dụng. Ngày 19 tháng 9, tại địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Lò Văn Thắng, trú tại bản Ta Tạng, xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, thu giữ 5 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,5 kg, 30.681 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy dạng đá, 2 khẩu súng ngắn quân dụng và 35 viên đạn. Mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí từ biên giới đi một số địa phương khác tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cùng với hành vi mua bán vận chuyển ma túy, hai đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, thu giữ hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp. Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 14 tháng 9 tại km 109 quốc lộ 7, đoạn thuộc địa phận xã Châu Khê, huyện Con Cuông, ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Đảng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 26.000 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động và một xe máy. Đấu tranh mở rộng, đến rạng sáng ngày 15 tháng 9, bắt giữ thêm Lương Văn Hưng, đối tượng trực tiếp cùng với Đảng giao dịch ma túy với các đối tượng người Lào, khám xét nhà riêng của Hưng, thu giữ gần 200 viên ma túy tổng hợp. Sau một tuần nghị án sơ thẩm, vào chiều ngày hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nguyên, chú huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, án tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Nạn nhân trong vụ án này là Công Hữu Sáng, chú cùng địa phương với bị cáo. Theo cáo trạng, do nhiều lần bị Sáng chửi nên Nguyên đã nảy sinh ý định sát hại Sáng cho hả giận. Biết nạn nhân sống một mình nên vào khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2022, Nguyên đến nhà Sáng, thấy Sáng đang nằm ngủ trên giường. Nguyên lấy cây búa đập nhiều cái vào đầu của Sáng. Sau khi Sáng chết, Nguyên lấy một sợi dây chuyền, một chiếc lắc, một chiếc nhẫn vàng và 2 điện thoại di động. Để phi tang chứng cứ, Nguyên phóng hỏa đốt nhà Sáng. Sau 2 ngày sát hại nạn nhân, biết không che giấu được hành vi phạm tội nên Nguyên đến công an đầu thú. Chuyển sang một thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Hoàng, 23 tuổi, trú tại phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Hoàng khai mới quen một người bạn gái qua mạng xã hội và hứa sẽ cho người này vay tiền. Tối ngày 17 tháng 9, nạn nhân đến đón Hoàng đi dạo trò chuyện. Sau đó, Hoàng chở nạn nhân vào đoạn đường vắng người qua lại thuộc khu phố Núi Đỏ, phường Bầu Sen, thành phố Long Khánh, cướp giật chiếc xe máy rồi mang đi cầm cố lấy 6 triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé 2 tuổi xảy ra tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 19 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi rồi đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm. Bé gái sau đó đã bị sát hại. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Giáp Thị Huyền Trang, trú tỉnh Hưng Yên. Hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông Đuống gần cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tập trung phối hợp điều tra, làm rõ nội dung vụ án để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc 3 người bị thương sau những tiếng súng nổ xảy ra tại khu vực xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, giáp danh xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cơ quan công an bước đầu xác định do mâu thuẫn từ trước nên sáng ngày hôm nay, một nhóm người đi cùng một xe ô tô đến trước nhà ông Lê Văn Khánh ở xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Khi xuống xe, một người trên tay cầm súng, một người dùng tay đánh vào đầu ông Khánh. Sau khi vợ ông Khánh chi hô, nhóm này mới bỏ chạy. Sau khi biết người đánh mình là Lê Quang Bình, ông Khánh đã gọi cho anh trai là Lê Văn Hải đến nhà để cùng đi trả thù. Tại khu vực ấp 3 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, hai nhóm xảy ra ẩu đả. Bình đã dùng súng bắn trúng vào chân của ông Khánh và hông sườn của ông Hải. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ kỳ thi năm 2024 được tổ chức mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 về hình thức tổ chức, mô hình,
Tuy nhiên, sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023. Đặc biệt là trong năm 2025 sẽ có nhiều điểm mới được thay đổi. Điều này đang thu hút sự quan tâm lớn của rất nhiều học sinh và giáo viên. Phương án tổ chức thi tốt nghiệp từ năm 2025 sẽ tổ chức thi theo môn với 11 môn gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong đó một số môn bắt buộc và một số môn lựa chọn. Nội dung thi sẽ bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Về hình thức thi, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực. Về những cái hình thức thi mới thì cái điều đấy cũng là một cái khó khăn khá là lớn đối với các bạn đang chuẩn bị thi ở cái chương trình mới này. Vì vậy em nghĩ là các bạn nào cũng kiểu rất là lo lắng về kỳ thi này và những cái thay đổi rất là lớn của Bộ Giáo dục. Hiện nay Bộ đang chuẩn bị 2 đến 3 phương án và đang lấy ý kiến xã hội, các sở, các giáo viên và chuyên gia. Và sắp đến thì Bộ tiếp tục lấy ý kiến các cái bộ ngành liên quan để trước khi trình Chính phủ. Thực ra thì chúng tôi vất vả nhất đó là của ngành, đó là tập trung làm ngân hàng đề, xây dựng đề thi chuẩn bị tốt cho 17 môn. Thì 17 môn tức là có các môn ngôn ngữ. Còn lại thí sinh thì tập trung một số môn và sẽ có công bố sớm các phương án tốt nhất. Những học sinh lớp 11, đây sẽ là khóa đầu tiên thực hiện thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đón nhận thông tin sẽ có nhiều thay đổi ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Nhiều học sinh không khỏi lo lắng, nhất là việc đưa môn lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp bắt buộc. Có môn toán, anh và lý là nó trong ban của em. Có môn hóa thì em không đến nỗi lo lắng lắm, tại vì môn hóa của em nó vẫn ở dạng trung bình khá. Nhưng còn đúng môn sử là môn của em gọi là yếu nhất, nên là em thấy hơi lo lắng ạ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, trong giai đoạn 2025-2030, thí sinh vẫn sẽ thực hiện bài thi trên giấy, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Sau năm 2030, phấn đấu tổ chức thi trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm. Năm 2025, thì chúng ta thực hiện kỳ thi đầu tiên tốt nghiệp trung học phổ thông dành cho học sinh thực hiện chương trình phổ thông mới này. Trước hết là chúng ta phải tuân thủ luật giáo dục 2019 và luật giáo dục đại học, cũng giống như là chúng ta phát huy cái ưu điểm những cái kỳ thi chúng ta đã thực hiện rất là thành công trong những năm vừa rồi. Dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố chi tiết phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trong quý 4 năm 2023.